you again. Is it not in high enough? Who got it? Cái này còn hơn là nhà cũng ở Bạc Liêu nữa nè. Rồi, mà không uống mì nữa. Cái còn hơn nhà cũng ở Bạc Liêu. Mua đâu Úc? Ủa, ở đây tha hồ chụp hình luôn á. Rồi, lái xe đi, gãy tay gãy chân bây giờ. Cái gì mà bự dữ vậy hả? Cái này là cái lò luôn hả? Cái này bảo vệ nó giống như là bảo vệ câu lạc bộ club vậy đó. Không đi đâu mà không nhớ. Không nhớ, không ấn tượng luôn á. Em mua bánh mía mà không có cái gì về Mỹ được hả em? Không có hột gà em mua luôn mang về cho mấy người bên mấy thợ ăn luôn. Ủa, con cá bự quá trời bự luôn em. Wow, có cá nè. Thôi anh quay cá không anh biết rồi. Cái gì mà bự dữ vậy? Ôi cha ơi, đừng biết bao lâu mới lớn được như vậy hả? Cá này cá gì vậy ông? Cá hải tượng. Cá hải tượng hả? Hải. Cá hải tượng hả? Sao nó bự dữ vậy? Ừ, cá này khoảng 7-50 ký cho lọc. Cái màu nó không có đẹp như ở ngoài hồ ha. Ngoài hồ nó màu đỏ hơn. Cá sấu bỏ vịt chứ không phải là hải tự nha. Cái này là bự nhất. Cái là bự. Catfish hả ta? Thank you.
tuyệt vời, đẹp. Wow, wow. Coi này nha. Thì còn ăn thôi.